cho các bạn. Để dễ dàng chăm sóc những cây hoa phong lan, phát triển nhanh, có rất nhiều nụ hoa trên cành. Hoa luôn tươi đẹp và rực rỡ. Hoa giữ trên cành được lâu hơn. Hôm nay tôi chia sẻ cách để hoa lan xanh tốt. Hoa nở đẹp rực rỡ quanh năm. Vì hoa lan là loài cây nhiệt đới nên độ ẩm phải được duy trì. Mỗi tuần hãy tưới nước cho cây một lần. Đó sẽ giúp cho chất trồng và rễ của cây được giữ ẩm. Các bạn hãy để trong 7 phút. Sau đó hãy lấy ra. Và rễ đã chuyển sang màu xanh rất nhanh chóng. Hãy sử dụng vỏ của một quả chuối đã chín, có chứa rất nhiều canxi, kali, phốt pho, có chứa lưu huỳnh hữu cơ rất tốt cho hoa lan. Sau đó hãy cắt cho thật nhỏ. Và hãy sử dụng thêm 2 tép tỏi có tính kháng khuẩn và bảo vệ cho hoa lan không bị ruồi. Và nó cũng có chứa rất nhiều kali. Các bạn cho tất cả vào lọ. Cho vào 1 lít nước đun sôi. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội. Khi một cây hoa lan đã trồng lâu, bị khô héo, yếu ớt và kém phát triển, không có hoa, các bạn hãy thay chậu cho cây. Bỏ hết chất trồng cũ này. Và cũng là điều kiện để giúp cho rễ mới phát triển được nhanh và dễ dàng hơn. Sau khi nước đã nguội, các bạn sẽ lọc lấy nước này. Sau đó các bạn sẽ phun đều lên các chiếc lá. Nó sẽ giúp loại bỏ các loại côn trùng như là bọ trĩ, nhện, riệp. Và những dưỡng chất có trong chuối sẽ giúp cho hoa lan luôn xanh tốt, cứng cáp và khỏe mạnh hơn.
hãy áp dụng vào buổi sáng sớm. Để đến chiều, những chiếc lá này sẽ khô lại, hoa lan luôn xanh tốt. Các bạn tưới vào gốc của cây. Hãy áp dụng mỗi tháng từ 1 đến 2 lần. Chúng ta có thể xen kẽ với các loại phân bón hữu cơ dạng lỏng khác cho cây. Các bạn sẽ để trong 25 phút. Và chúng ta có thể làm điều này trên những cây hoa lan kém phát triển thì cây sẽ luôn xanh tốt. Rễ phát triển được nhanh. Các bạn nhớ phun dưới mặt lá. Sau đó các bạn sử dụng nước này. Chúng ta sẽ lau các chiếc lá của cây hoa lan này. Nó sẽ giúp cho những chiếc lá được phục hồi rất nhanh. Và những chiếc lá đã bị héo sẽ được phục hồi nhanh hơn. Và những cây hoa lan đã bị vàng lá thì đây là cách tuyệt vời nhất để các bạn chăm sóc. Sau đó hãy đặt tất cả những chiếc lễ vào ly như thế này. Các bạn cho nước này vào. Và chúng ta sẽ ngâm phần rễ này trong 25 phút. Rễ mới sẽ được phát triển nhanh và dễ dàng hơn. Sau đó các bạn sẽ lấy những cây hoa lan ra. Và đừng quên đặt những cây hoa lan này ở những nơi có ánh sáng. Nó sẽ giúp cho cây có được những chiếc lá xanh. Và vỏ chuối sẽ giúp cho cây cân bằng rất tốt khi thời tiết thay đổi. Rễ sẽ phát triển được nhanh và dễ dàng hơn. Và nó sẽ giúp cho hoa lan của chúng ta có những chiếc lá khỏe mạnh. Cây phát triển được rất nhanh. Những bông hoa luôn nở nhiều, tươi đẹp và rất rực rỡ. Những chiếc rễ sẽ được bảo vệ rất tốt với loại dinh dưỡng này. Trồng với vỏ thông khô. Tưới nước giữ ẩm. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.